Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay, Richard sẽ review một chai nước hoa đến từ nhà Otto Parisi gì đó, có tên là Bergamas. Thì Richard hy vọng video này có thể giúp ích cho các bạn một phần nào đó trước khi các bạn quyết định có nên mua chai này hay không. Thì sau khi trải nghiệm mùi hương này thì Richard đã hiểu ra ý nghĩa của cái tên của chai nước hoa này, Bergamas có nghĩa là gì. Thì đó là sự ghép nối giữa hai chữ là bergamot và musk, và cũng chính là hai mùi hương chủ đạo có trong chai nước hoa này. Thì khi ngửi mùi hương này á, Richard nhớ đến ba chai nước hoa mà Richard đã từng xài qua, nhưng mà chỉ giống cái nốt hương thôi nha các bạn, chứ không có giống cái mùi hương hoàn toàn 100%. Thì mỗi một chai giống một tông mùi hương thôi. Thì mùi hương đầu tiên mà Richard ngửa được đó là mùi cam bergamot. Thì cái mùi hương cam này nó làm Richard nhớ tới chai Creek Original Vetiver, chỉ là cái cam bergamot thôi. Khoảng chừng 5-10 giây thôi các bạn. Mùi hương thứ hai mà Richard ngửa được á, mà cái mùi hương này Richard thấy nó dominant, nó giống như là nó chiếm trọn cái spotlight của cái chai này á, đó là cái mùi xạ hương musk. Thì thành phần xạ hương trong cái chai này á, rất là giống với lại xạ hương của cái nhà Eccentric Molecule mà họ dùng. Mùi hương thứ ba mà Richard ngửi được đó là mùi gỗ tuyết tùng cedarwood. Thì nó rất là giống với lại thành phần hương liệu trong mấy chai nước hoa của nhà Philip Morris mà họ dùng á. Đó, thì Richard có ba chữ cái dùng để tóm tắt lại cái mùi hương của chai Bergamas này, đó là CMW, tức là citrus, musky và woody. Thì mùi hương nó mở màn bằng tông cam chanh bergamot rất là tươi mát, nhưng mà sau đó nó bị đẩy qua một bên đó, và thay thế bằng cái mùi hương xạ hương rất là mạnh. Sau khoảng một tiếng thì khi mà Richard hít một hơi thật sâu vào á, thì Richard ngửi được cái mùi gỗ tuyết tùng cedarwood. Thì nó rất là giống với thành phần hương liệu mà nhà Philip Morris họ dùng trong mấy chai nước hoa của họ. Đó, chỉ đơn giản như thôi. Chấm điểm thì về mức độ yêu và ghét thì Richard chấm 1/5 điểm. Thì đây là một trong số những chai nước hoa mà sau khi xịt á, Richard phải đi rửa tay ngay lập tức luôn. Đó, cái mùi xạ hương của nó rất là mạnh và rất là khó ngửi, cho nên Richard nghĩ Richard không muốn ngửi cái mùi hương của chai Bergamas này thêm một lần nào nữa. Coi như là đây là lần đầu cũng là lần cuối Richard thử cái chai này. Điểm đặc biệt của chai này thì thành phần hương liệu của nó, Richard cũng mới vừa miêu tả là nó giống với lại nhà Creek nè, Eccentric Molecule và Philip Morris. Nhưng mà mùi hương của nó thì chỉ đơn giản là cam chanh xạ hương với lại tông gỗ cedarwood vậy thôi. Cũng không có gì đáng để thưởng thức, cho nên Richard chấm là 2/5 điểm. Giá tiền thì nó khá là mắc cho một mùi hương không quá hay, cho nên Richard chấm 2/5 điểm. Lưu hương thì rất là lâu các bạn, tỏa hương cũng rất là xa, cho nên Richard chấm 5/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai Bergamas này Richard cho là 3.0/5 điểm. Kết luận của Richard thì đây là một chai nước hoa Richard chỉ muốn ngửi một lần duy nhất trong đời thôi, và không có ý định xịt lại. Mùi hương nó chỉ đơn giản là cam bergamot kết hợp với lại xạ hương và tông gỗ cedarwood vậy thôi. Không có gì đáng để mà thưởng thức hết á. Lúc chưa mua sample của chai này thì Richard nghe nhiều bạn yêu cầu review, thì Richard cũng tò mò muốn thử xem coi cái mùi hương của nó có thật sự hay đến mức nào mà làm cho nhiều người phải nhắc đến nó. Thì trước khi ngửi mùi hương này thì Richard cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cái mùi hương này nó sẽ rất là thử thách. Nhưng mà không ngờ cái mùi hương của nó thật sự rất là khó dùng các bạn. Nói thiệt luôn á, là cái chai này đang bán là 50ml giá $195, nhưng mà cho dù cái chai này nó có giảm giá xuống còn $19.50 á, thì thật sự mà nói Richard cũng không có mua, tại vì Richard không có xài được, cho nên bây giờ có rẻ cỡ nào cũng không có mua được đó. Tại vì mình đã biết trước kết quả là mình sẽ không bao giờ xài rồi đó. Và đó là tất cả những gì Richard muốn chia sẻ với các bạn về chai Bergamas này. Video này Richard chỉ muốn chia sẻ cảm nhận của Richard sau khi ngửi cái mùi hương Bergamas này. Còn các bạn thì Richard khuyên á, là các bạn nên mua sample, các bạn thử coi các bạn có phù hợp hay không. Nhiều khi cái mùi hương này nó không phù hợp với Richard, nhưng mà nhiều khi nó lại các bạn lại thích cái mùi hương này thì sao. Đó, Richard không có áp đặt là các bạn đừng có nên mua cái chai này, nó dở lắm, Richard không thích thì các bạn cũng sẽ không thích. Richard không có nói như vậy nha. Richard chỉ nói là sau khi thử cái mùi hương này á, thì Richard thấy
Richard không có muốn ngửi cái mùi hương này thêm một lần nào nữa, tại vì cái mùi hương này nó rất là, phải nói là rất là kinh dị các bạn, khó ngửi lắm, khó chịu lắm. Khi mà ngửi á, giống như tự nhiên cái bụng của Richard nó cồn cào, nó sôi lên giống như là cảm giác mà muốn ói vậy đó, nó ghê lắm. Cho nên thì Richard chỉ nói cho các bạn biết là Richard cảm nhận như vậy thôi. Còn các bạn như thế nào thì các bạn tốt nhất là nên mua sample để thử thôi đó. Richard chỉ review cho các bạn có thêm một góc nhìn, có thêm một cái ý kiến của một người khác, rồi xong các bạn so sánh đối chiếu lại với lại cảm nhận của các bạn trước khi các bạn quyết định có nên mua hay không. Đó, ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của Richard. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.